Đây là bộ kéo trái cây của mình này, dễ bèo khô này, thuốc kích rễ này. Nay mình sẽ chiết cây vân khôi. Các bạn nhìn để ý, sau cứ thế mà làm dễ lắm. Chọn cái cành chiết là chọn cành bánh tẻ như thế này, rất là nhanh ra dễ. Chọn cành bánh tẻ này, đây là những cành này. Đập kéo cái này khoanh cái là xong. Bóc vỏ. Thường thì để khoảng 15-20 phút thì quệt cái thuốc kích rễ này. Bấn rễ vào. Túi ni lông. Thế là xong một cảnh. Cái miếng này để đưa vào những cái cành nó khó hơn là đưa kéo, nên đưa vào trong.